Rồi, hello, xin chào anh em nha. Hôm nay shop lao động xe máy của Thắng mình sẽ làm cái clip tiếp tục giới thiệu cho anh em về thêm một cái sản phẩm phục vụ cho anh em đang chơi cái dòng xe là Exciter 135 5 số con tay nha. Exciter 135 5 số con tay. Thì cái sản phẩm hôm nay là mình cũng giới thiệu cho anh em là một cái thương hiệu khá quen thuộc đối với anh em tại thị trường Việt Nam mình cũng như là tại shop lao động xe máy của Thắng mình. Thì cái sản phẩm hôm nay mình bán là một cái bộ nhôm nồi 5 lò xo độ Uma Racing phục vụ cho anh em đang chơi cái dòng xe là Exciter 135 5 số con tay nha. Có nhiều người gọi là Exciter 211 đó. Exciter 211 135 xăng cơ nha anh em. Thì cái sản phẩm hôm nay là mình sẽ nói về cái sản phẩm bộ đế nhôm nồi 5 lò xo dành cho cái dòng xe là Exciter 135 5 số con tay. Thì giá cho full bộ sản phẩm bộ nhôm nồi 5 lò xo Uma Racing hàng chính hãng Malaysia này, số phụ tùng xe máy của Thắng mình bán cho anh em với mức giá là 1 triệu một bộ và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Thì giá cho một bộ nó sẽ bao gồm tất cả những chi tiết anh em đang nhìn thấy trong hình ảnh á, thì nó sẽ bao gồm là một cọc nhôm nồi 5 lò xo độ, zin mình thì chỉ có 4 cái thôi nha, còn này độ nó làm thêm tăng thêm một lò xo là 5 cái và năm cái lò xo độ 2 chấm của hàng chính hãng Uma và năm ốc chưa kèm bố và lá sắt nha anh em. Bố và lá sắt anh em có thể mua thêm hoặc là tự về trang bị thêm theo cái ý của mỗi người. Đây mình cam kết là hàng chính hãng Uma Racing phân phối tại thị trường Việt Nam qua công ty Minh Giai ha. Rồi bao anh em thầy thợ test thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho anh em thấy về cái sản phẩm mà nhôm nồi Uma Racing 5 lò xo này nha. Đây là hàng chính hãng, hàng zin, không có phải là hàng loại 1, loại 2 hay là hàng gì hết, chỉ là đúng là hàng zin, hàng chính hãng Uma Racing phân phối nha. Thì đối với anh em mà lên cái nồi 5 lò xo thì nó sẽ giúp cho xe mình chạy mượt hơn, bố nồi bắt hơn và sử dụng được từ xe zin tới xe độ nha. Đây là hàng chính hãng nên là gọi là có cái độ chuẩn xác tuyệt đối và cái sản phẩm là chất lượng cực kỳ đẹp nha anh em. Những cái nguyên liệu mà làm từ lên cái sản phẩm này là làm từ nhôm tốt nha anh em, không pha lẫn tạp chất. Thì nó sẽ khi mà cái sản phẩm nó hoàn thành thì như thế này nó sẽ ra một cái sản phẩm nó rất là bắt mắt và đẹp và rất là chắc chắn và có độ ổn định cao. Và những cái sản phẩm này nhôm tốt thì nó sẽ chịu nhiệt được tốt ở một chiếc xe là hoạt động ở RPM cao. Thì nói chung là anh em mà chơi xe độ á, thường thường người ta sẽ vô cái nhôm nồi 5 lò xo Uma ha. Nhôm nồi 5 lò xo Uma nè, hàng chính hãng nè. Trên thị trường thì cũng có rất là nhiều cái thương hiệu làm về cái nồi nhôm nồi 5 lò xo Uma này thì mình cũng không bàn tới, nhưng mà nó thì cũng là nồi nhôm nồi 5 lò xo, nhưng mà mỗi thương hiệu thì người ta có một cái thế mạnh riêng cũng như là cái giá cả khác nhau. Còn riêng cái clip này mình sẽ nói về cái sản phẩm đó là hàng chính hãng Uma Racing, hàng dòng cao cấp nên cái mức giá nó là tương đối là cao, không rẻ so với những cái thương hiệu khác nha anh em. Và đây là kèm một bộ nó sẽ gồm cặp đế nhôm này nè, và có năm cái lò xo độ cộng 2 chấm nha, hàng chính hãng Uma. Tất cả những cái sản phẩm này là hàng Uma chính hãng, thì trên mỗi lò xo nó đều có bắn laser, cái thông số kỹ thuật của cái sản phẩm được in lên ha. Anh em hàng chính hãng nha. Rồi anh em nào cần thì có nhu cầu cái alo em qua số điện thoại là 0933996332, shop phụ tùng xe máy Quốc Thắng. Bộ đế nhôm nồi 5 lò xo Uma Racing dành cho Exciter 135 5 số, giá là 1 triệu một bộ và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Anh em có nhu cầu cái alo em qua số điện thoại là 0933996332. Tất cả các sản phẩm mình đăng trên các trang mạng của mình như là YouTube, Zalo, TikTok hoặc là Facebook là hàng có sẵn để shop cùng cái máy mình hết. Và mình có nói rõ tất cả các sản phẩm của mình là như thế nào, hàng zin, cách sử dụng như thế nào là đều có đủ, anh em có thể vui lòng mà nghe và đọc vào ở phần mô tả giúp cho mình ha. Rồi mình xin kết thúc tại đây ha, cảm ơn anh em. Mình quên nói nữa, cái sản phẩm này, tất cả những sản phẩm mà hàng Uma Racing nó chế ra, thí dụ đem là mình đang làm về cái clip nói về cái nhôm nồi 5 lò xo Uma Racing dành cho Exciter 135 5 số thì tất nhiên là về lắp đặt như zin nha anh em, có nghĩa là mình tháo cái chuồng heo cũ mình ra, tháo cái bộ đế nhôm ở trong cái chuồng heo cũ mình ra bỏ vô và lắp đặt như riêng, không cần phải độ chế hay là biến tấu gì hết nha anh em. Những cái dòng khác bên shop tùng xe máy mình vẫn có là nhôm nồi Uma 5 lò xo dành cho Exciter 135 150,
siêu rút Jupiter, rim quay rồi này kia là có đủ nha anh em, hàng chính hãng hết.